chiều thì muốn vô lấy cái gì nói thì một hồi kêu nói là chị Kim Anh ơi có cái xác gì Tư ở đây nè, là một hồi nó là Tư không chịu nổi luôn đó, giờ nãy giờ muốn nói lớn bé với cái đứa mà đắp mộ nó mới nói là Tư ơi có hai người lên đây kiếm mộ của chú Chánh. Cái tôi nói để vô coi. Cái nó nói ủa ai đắp mộ gì gì. Cái con nhỏ đó, nó nói năm nào em cũng đắp hết. Bây giờ thì Bùi Hồ sẽ cùng với Hoa Mai TV với lại thầy giáo Đồng sẽ theo bước chân của chị Tư để đi qua thăm một cái ngôi mộ mà phong cho là và mọi người đây cho rất là linh thiêng, mà mỗi khi mà chiều tà về đó thì đến ngôi mộ này thì chị Tư luôn có những cái cảm giác rùng rợn. Và để hiểu rõ thêm về cái mộ phần của Kim Anh cũng như là những cái câu chuyện linh thiêng về cái khu nghĩa trang Lai Phiêu này thì sẽ nhờ chị Tư chia sẻ cái câu chuyện. Hồi xưa ở đây nè, nó thanh toán với nhau là nó giết cái ông đó là nó bắn bỏ tại đây nè. Đó là chị Tư kêu công an rồi lại nó mất cà giật cái thằng đó một bên còn ba ngón tay, một bên còn bốn ngón tay. Trời ơi. Dân quận Tư. Dạ. Đi. Đi. Đây là mộ của chị Kim Anh. Kim Anh. Dạ. Dũng với anh Cường, Dũng dạ. Với anh Cường này nó không có tin nha. Cuối cái cùng. Câu chuyện này là thế này nè anh Hồ. Cái anh thấy cái lưu hương mới không? Ừ. Là bữa hôm anh Dũng kênh YouTube anh tới đây anh nói cô Kim Anh mà có linh thiêng thì cho anh đạt kênh một video 1 triệu view. Thì khi cầu xong xin cái này xong về thì anh Dũng có làm một cái video và nó đạt 1 triệu view thật, là sau cái video quay ở đây này thì video sau thì được 1 triệu view thì anh lên trả lễ đó. Hôm anh có làm video trả lễ đó, đó. Là mua cái đó đó. Con thắp đi. Chị Kim Anh này như thế nào hay gì Tư? Có bị tai nạn nữa không? Dạ. Yeah. Tai nạn xe đó, người gì Tư phơi bông sứ ngoài đó đó, cái nghe kêu xin cơm, cho chén cơm đi. Cái gì Tư mới nói cơm đâu mà ăn. Cái trường gì Tư giật mình cái quay vào lỗ tai này xưng tên cho Kim Anh chén cơm. Gì Tư mới nói từ từ ăn, giật mình, rồi thấy ghê quá cái thôi đi vô nấu cơm nấu đồ đem ra cúng. Thì coi như là xin cái gì được cái nấy. Người ta xin là làm cái dàn ton nè. Dạ. Đó. Thì mới gì rồi á, cái thằng mà giữ lô mã là nó làm có. Ừ. Nó nói là dì Tư làm tiền. Đó, nhưng mà thật sự ai muốn thì dì Tư dẫn vô. Còn vấn đề cho dì Tư uống cà phê thì cho không cho rồi thôi. Mình không nhận. Đó. Còn vấn đề mà nói này nói nọ thì nói chung ra cô Kim Anh, dì Tư cũng nói Kim Anh ơi bây giờ em quá linh thiêng. Thì bây giờ chị dẫn nhiều người đến đây mà cái người giữ mộ này mà làm khó làm dễ chị thì nó chửi hoài à. Nó chửi thậm chí những người đến đây thăm mộ thì em có linh thiêng thì em làm cho tụi nó bớt miệng lại đi. Đúng y luôn đó. Chị mất năm 27 tuổi gì vậy đó. Mất 27 tuổi thôi bị gia đình. Có đứa con. Con nó bị vậy mà chị còn không biết nữa. Cái chuyện gì vậy nói chị Tư ơi con em bé Nghĩa bị em vậy đó bị gãy tay à, con mất luôn hả con chứ không có mất mà nó bị cái tay ý là nói là bị tai nạn xe dạ. Hàng đêm là có báo mộng cho chị Tư luôn không phải là coi như lâu lâu có cái gì á nó mới kêu Tư dạ. Coi như là bữa giờ nè Tư ơi cái nhà em dơ quá thối quá
thì sự thật gì tư vô nó cỏ quá chừng luôn từ đằng sau, còn hột già người ta đặt tùm lum hết đó. Mà cái thằng ủng hộ thì nó cứ nghĩ gì tư dẫn vô không, nhưng mà gì tư hứa với Kim Anh là không bao giờ dẫn vô ai vô làm cái đó, công chuyện làm ăn nợ nần này nọ vô thanh toán được hết đó. Thành ra dì Tư nhiều khi cũng buồn lắm, nó không hiểu, nó nói là dì Tư là gạt gẫm người ta, nhưng mà thậm chí nhiều khi dì Tư dẫn người ta vô thích người ta cho tiền thích thôi. Yeah. Đó mất năm năm nào hay dì Tư ha? Mất năm 2000. Mất năm 2000. Dạ. Tuổi dần nữa. Dạ. Có ông là nó lên đây, nó đứng đây nè, mà nó còn ớn lạnh luôn á, nó không sợ gì Tư luôn. Thì hôm đó ông Phong đứng đây, cái mấy người đó xuất mặt ở cho Tư thấy là đi qua đi lại nè. Dì Tư thấy mấy người xuất mặt? Thấy luôn, coi như lúc nào mà dì Tư khỏe khoắn trong người đó nha, thoải mái đó nha, là dì Tư gặp. Mà nếu đi giấc chiều càng thấy dữ luôn. Đi giấc chiều á, thì muốn vô lấy cái gì nổi thì một hồi kêu. Nói là chị Kim Anh ơi, có cái xác gì Tư ở đây nè. Là một hồi nó là Tư không chịu nổi luôn. Đó, giờ nãy giờ muốn nói lớn rồi đó. Thôi đi ra. Dạ. Đi ra để hồi mắc cao. Cái tấm bia này dì Tư đang ngủ ngoài á, mới kêu. Nói chị ơi vô đây chơi. Thì cái vé của dì Tư nói vô đâu rồi đâu. Giật mình thức dậy là 12 giờ mấy một giờ trưa. Sao tự nhiên Tư đi tự ở đây vô đây dắp té. Té chỗ này. Té ngay đây luôn, nằm trên mộ ổng tấm bia luôn. Dạ. Cái gì Tư mới cái chữ này là không thấy chữ bây giờ nha con. Không thấy chữ luôn. Cái gì Tư mới nói bây giờ ông hay bà gì nè cho con biết đi. Thì con nghe người ta nói là lấy cái lá cây rửa lại hết, chà lên hết rồi xói nước lên thì sẽ hiện chữ à. Thì đúng y như sự thật. Dì Tư lấy lá bù xích á, dì Tư chùi lên thì nổi chữ lên. À, chữ màu đỏ tự nổi hả dì Tư? Không, cái chữ khuyết vậy thôi. Dạ. Yeah. Nó tự nổi lên. Chứ dì Tư đâu có thấy đường. Kêu nhỏ gái con của người nãy á, giờ con vẽ bia đi. Cái Tư mới khấn, Tư mới nói giờ nếu nói so ra thì cậu nhỏ hơn tôi. Dạ. Yeah. Thì giờ tôi biết rồi. Giờ cậu muốn cái gì, đói hay là gì tôi mua cơm ăn. Mua cơm xong rồi cái gì Tư mới nói á, dì Tư mới nói như vậy. Dì Tư mới nói á, nếu mà có linh thiêng thì cho tôi biết đi. Thì dì Tư mới nói là vẽ bia xong đắp mộ lên, cái mộ đó cái bằng hả, nó bằng vậy luôn á. Dạ. Cái rồi cái dì Tư mới đắp mộ lên cho người đó 200 ngàn, rồi cho nhỏ giật 100 ngàn. Dì Tư mới nói như thế này: bây giờ nếu mà có nhà hảo tâm nào mà làm mộ cho thì cậu cho tôi làm cho, chứ giờ cậu dục cho gia đình lên đi, chứ ở đây là không thấy gia đình lên. Thì vừa đắp mộ xong cái đầu chừng từng lễ con của cậu Chánh lên, nó nói hồi nào giờ con không biết mộ ba con, thì bây giờ á, tự nhiên con bứt rứt trong người con mới đi lên đây. Thì con kiếm, thì cái con bé với cái đứa mà đắp mộ nó mới nói là Tư ơi, có hai người lên đây kiếm mộ của chú Chánh. Cái tôi nói để vô coi. Cái nó nói ủa ai đắp mộ gì. Cái con nhỏ nó nói năm nào em cũng đắp hết. Cái con nó nhéo nói, đừng nói vậy, bà Tư do tiền vẽ bia với đắp mộ, đừng nói vậy. Con bé nó cho Tư 200, vì Tư không lấy. Thì nói chung ra dì Tư khấn như vậy cho dì Tư khỏe mạnh, lãnh được mồ mã dì Tư làm. Thì xong rồi dì Tư lãnh được 3 cái mộ đá Âu Cương. Bà còn thấy lên không? Đó. Bắt đầu dì mới nói với thằng Nhân à, tình trạng của ổng vậy mấy chục năm rồi không có ai làm hết. Lúc trước thì mộ của ông như thế này y vậy luôn á, nó bằng trang vậy luôn á. Dạ. Con đó. Rồi cái mỗi năm mấy dì ở đây nè làm đắp lên, rồi cái ghét rồi cái kiểu mà lên không thấy có tiền ai mà làm. Chứ giờ mướn ra làm cái biết bao nhiêu tiền, mướn làm đất làm cỏ những cái cả 200-300 ngàn. Quê của chú ông ở này Sài Gòn á. Ở Sài Gòn là gì ta? Ừ. Nhưng mà là chôn đây là ngày xưa giờ lâu rồi. Lâu rồi, coi như là 3 mấy năm rồi đó. Dạ. Ừ. Đó. Mà không thấy ai lên hết đó.
Thì vậy tư mới nói gì nha, người ta mới làm. Dạ. Làm xong á rồi á thì mấy vị tư mua đồ rồi nhân đồ cúng này nọ. Dạ. Bắt tâm được hết luôn. Đó. Thành ra vị tư mới nói gì nha, nhân nó hỏi còn cái nào nữa, cái bằng khó khăn nữa, vị tư nói còn cái trên kia nữa. Còn cái bé Trang là không dám đụng vô. Cũng bé Trang là phải anh nó mới lên mới được. Bé Trang ở trên khu mộ tập thể. Trong đây. Trong đó luôn hả? Ừ. Đó. Thì dì Tư có nói với Nhân nói nếu mà dì Tư gặp anh gia đình của chị Trang á, dì Tư nói giùm con. Mà nói ừ, mà không Tết năm nay nhưng đâu có sao, lên. Nhưng mà sau khi dì Tư làm ngôi mộ của ông thì dì Tư có thấy ông hiện về gọi dì Tư không? Cười, nói đẹp rồi. Đó, rồi tự nhiên cái bữa đó 6 giờ chiều, cái dì Tư ngủ ở nhà giấc trưa. Mà dì Tư nghe nói chị làm cho tôi cái nhà đẹp quá. Ôi ừ, cái gì Tư nói nhà nào, anh tên gì, cái nói cái nhà mà chị thu xô chị té trên cái cây bự vậy nè, không nhớ. Tôi giật mình, tôi nói rồi ông chánh rồi. Cái bắt đầu đi vô, vô thấy sạch sẽ hết luôn, cái mua đồ cúng cơm rồi đó. Dạ. Thành ra nói chung ổng rất là linh thiêng. Dạ. Đi đây em thôi đi hay gì tôi.